Bỏ vợ đi nhậu. Alo, anh về đến đâu rồi? À, anh quên báo lại với em mất. Anh đang định về thì mấy ông cùng cơ quan rủ đi nhậu tí. Em cứ ăn trước đi nhé. Ủa, em về rồi à? Em sao vậy? Em mệt, em đã ăn gì chưa? Em không thấy đói. Vậy em đi nghỉ đi. Anh có cuộc hẹn với mấy thằng bạn tối nay. Anh đi một lúc rồi anh về nhé. Các ông rất đáng phê bình đấy nha. Lần nào gọi tụ tập cũng thiếu người. Chỉ có tôi là luôn đầy đủ thôi. Điểm này thì em công nhận. Anh thấy luôn thiệt tình nhất. Này, thấy mà anh ấy vẫn lãng mạn lắm nha. Cuối tuần vẫn hẹn hò với vợ như thời mới yêu ấy. Nói dốc, hẹn hò đâu chứ. Anh còn chối à, cuối tuần vừa rồi em thấy chị nhà đứng như đợi ai đó ở bên bờ hồ. Chẳng đợi anh thì đợi ai? Làm gì có. Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Không thể nhầm được. Em gặp chị nhà anh không ít lần. Chẳng lẽ em nhầm? Lại đi đâu rồi? Dạo này không biết làm gì suốt ngày về muộn. Em nhớ anh. Cuối tuần vừa rồi em thấy chị nhà đứng ở bờ hồ. Chẳng đi với anh thì với ai? Anh... Sao anh biết em ở đây mà qua? Em làm gì ở đây? Em hóng gió tí thôi. Chẳng phải anh bảo hôm nay đi nhậu với bạn nên em... Cô thôi ngay đi. Định dối tôi đến bao giờ? Tôi đã biết hết rồi. Nói thật đi, cô đứng đây chờ ai? Anh nói gì vậy? Em không hề chờ ai, hẹn ai cả. Đây, cái này đã nói lên tất cả. Nó là nhật ký của em. Nhưng sao anh lại suy diễn như thế? Đừng vờ vịt nữa. Giờ thì tôi đã biết vì sao dạo này cô hay về muộn rồi. Cô đang ngoại tình đúng không? Ngoại tình nữa? Em chưa từng làm gì có lỗi với anh. Thế cô viết trong nhật ký bao nhiêu dòng? Em nhớ anh. Chẳng lẽ là nhớ tôi sao? Đúng là nhớ anh. Nhớ tôi à? Phải. Em nhớ anh. Nhớ anh của ngày xưa. Ngày xưa anh yêu thương và lo lắng cho em biết bao. Còn bây giờ anh bỏ em cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của chúng ta. Em chỉ có thể đi tìm được niềm an ủi trong quá khứ mà thôi. Em còn nhớ ngày xưa chính tại nơi này. Quả thật, em rất nhớ anh của ngày xưa. Anh nhớ hết rồi. Anh là một người chồng tồi. Anh xin lỗi em. Từ nay, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, phải buồn khổ thêm nữa. Tha lỗi cho anh. Cô em gái. Mẹ, mẹ mua điện thoại di động cho con nhé, để con tiện liên lạc với ba mẹ. Ừ, được rồi, để mẹ bán mấy con gà, rồi mẹ gửi tiền cho con mua. Mua mà con ở nhà trọ đã quen chưa? Học hành có khó lắm không con? Mẹ đừng lo, con ở quen rồi, chương trình học hơi nặng, nhưng con sẽ cố gắng mẹ ạ.
Tốt lắm, con phải gắng học hành chăm chỉ để cha mẹ vui lòng và em gái con noi gương nữa đấy. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm. Để ai nhìn thấy cái điện thoại cục gạch này thì xấu hổ chết mất. Mẹ ơi, dạo này con phải học tiếng Anh chuyên ngành mà không có cái gì để nghe bài được mẹ. Mẹ mua cho con cái điện thoại mới có thể nhớ, nghe nhạc được đi mẹ. Cái điện thoại có thể nhớ gì ấy, con có cần lắm không? Con cần lắm mẹ. Chị cô giáo con bảo phải nghe thường xuyên thì mới tiến bộ được mẹ. Ôi, thích quá, mẹ thật tuyệt vời. Con nhận được điện thoại rồi. Con cảm ơn mẹ. Con có thấy mẫu giấy mẹ để ở trong đó không? Mẫu giấy của mẹ à? Vâng, con sẽ mở ra ngay đây. Để con yên tâm học, cái gì ba mẹ cũng sẽ cố gắng lo. Mẹ gửi cho con chiếc điện thoại mới đây. Con cố gắng học hành cho tốt con nhé. À, chiếc điện thoại chị An gửi về vẫn còn mới quá. Tuyệt quá, từ nay hôm nào mình cũng có thể liên lạc được với chị An rồi. Chị ấy đi học xa, chắc là buồn và nhớ nhà lắm. Chị à, em nhận được điện thoại chị gửi rồi. Sao lâu rồi chị không về thăm nhà? Mẹ và em nhớ chị lắm. Em gái Ngọc Thơ. Cứ tưởng ai, đã nhận được điện thoại mình gửi rồi, nhắn tin thông thạo ghê. Từ khi có điện thoại mới, chẳng thấy ai quan tâm đến mình. Chán thật đấy. Nhắn. Hay, lại là tin nhắn của cái Thơ. Sao con bé này rảnh rang nhắn tin thế? Chị đi ngủ chưa? Cuối cùng cũng có người gọi. Bực mình ghê. Người mong thì không thấy. Chị đây. Chị có khỏe không? Chị đang bận chút. Đi ngủ đi. Muộn rồi đấy. Vâng. Tại em không thấy chị trả lời tin nhắn. Hôm qua chị bảo bị mệt nên em lo chị bị ốm. Chị cũng ngủ sớm đi nhé. Hè này Hà không về quê phải không? Ừ. Mình ở lại đây làm thêm. Cây Thơ lại gọi kể chuyện linh tinh đây mà. Phiền. Tắt máy đi đỡ phiền phức. À. Hôm nay trời có vẻ râm. Hà đi mua sách với mình không? Ừ. Đi. May mà về kịp, trời sắp bão đến nơi. Ôi trời, mình tắt máy từ sáng. Ai nhắn tin cho mình mà nhiều thế nhỉ? Chị ơi, em lên thăm chị. Em muốn chị bất ngờ, chị có vui không? Em đang ở bến xe, chị ra đón em nhé. Chị ơi, chị bận học à? Em gọi cho chị mãi không được. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Thơ ơi, em ở đâu? Thơ. Thơ. Chị ơi, em đây này. Em biết là chị sẽ tìm được em mà. Sao chị không mặc áo mưa thế? Ướt hết rồi kìa. Chị đừng khóc nữa. Em không sao mà. Em mừng quá. Em chỉ sợ chị không tìm được em thôi. Chị sợ quá. Xin lỗi em. Chị thật đáng trách. Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì chị sẽ ân hận suốt đời mất. Chị vô tâm quá. Lâu nay chị quên đi mất đâu mới là điều thật đáng trân trọng với mình. Đôi bờ vai. Về thôi Ngọc ơi, chăm chỉ quá đấy. Dạ, em làm nốt cái này xong là về ngay đây. Ôi, cậu cũng chưa về sao? Ờ, mình còn ít việc dở, làm cho xong. May quá, còn cậu ở lại cùng, mình đỡ buồn. Mình đang phải đợi người yêu mình qua đón đây. Vậy à, mà này, trời đang mưa to lắm. Cũng may người yêu mình đón mình bằng ô tô, nên không phải lo. Thế lát cậu về bằng gì? Ờ, mình... Alo, anh đến rồi à? Vâng, đợi em tí nhé, em xuống ngay đây.
Thôi, mình về đây, anh ấy đến rồi, chắc lại đưa mình đi ăn nhà hàng ấy mà. Cậu về sau nhé, tạm biệt. Ừ, tạm biệt. Cây Thủy sướng thật, có người yêu giàu có đưa đón bằng ô tô, còn người yêu mình thì chỉ là một giáo viên đón bằng xe buýt. Thành thử ngày nào mình cũng phải giả vờ ở lại muộn để không ai nhìn thấy. Thôi, chắc là cái số cả rồi. Em kìa, sao không đứng yên trong đó để anh vào che ô đưa ra? Chạy ra giữa mưa làm gì? Về thôi anh. Ừ em, chúng ta về nhé. Em đi sát vào nữa đi, không mưa ướt hết đấy. Anh xin lỗi vì để em đợi hơi lâu, tại anh ghé qua quán tạp hóa mua cho em cái ô. Dạo này trời hay mưa bất chợt lắm, em đi đâu nhớ cầm theo ô, đừng để quên nữa nhé. Vâng, em biết rồi. Em mệt à, trông em có vẻ uể oải quá. Em không sao đâu, anh đừng lo. Em này, hay là cuối năm mình làm đám cưới nhé. Nhanh vậy sao? Để sang năm đi anh. Nhanh gì nữa em, chúng ta yêu nhau đã hơn 4 năm rồi. Ngọc à, anh thật sự mong muốn hằng ngày trở về nhà có em. Ngọc, nói anh biết suy nghĩ của em đi. Chuyện này bàn sau được không anh? Sao muộn thế em? Nhanh lên một chút, kẻo lại lỡ chuyến xe thì chờ lâu lắm. Mệt lắm phải không em? Mấy hôm nay thấy em làm thêm vất vả quá. Hả? Sao lại đi quá thế này? Quá mất mấy trạm rồi? Anh cũng ngủ à? Sao quá trạm mà không biết? Anh thật là quá thể. Này cô gái, cô đừng trách oan cậu ấy. Người soát vé mấy lần hỏi có xuống xe không, cậu ấy chỉ lắc đầu và bảo mấy hôm nay cô làm việc rất mệt, khó khăn lắm mới có được giấc ngủ ngon như vậy, nên cố ý để cô ngủ thêm một lúc. Tôi thấy đến ngay cả động đậy người cậu ta cũng không dám đấy. Đừng trách cậu ấy mà tội, người như vậy hiếm lắm đấy. Sau lần ấy, tôi hiểu ra rằng có một đôi vai tin cậy mới là điều quan trọng nhất. Còn ngồi ô tô buýt hay ô tô sang trọng không là điều đáng quan tâm nữa. Xin lỗi và cảm ơn anh thật nhiều. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.